Các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng một sản phẩm khá là hot thời gian gần đây. Đó chính là sản phẩm giới đặc Illusion Special Edition. Thì đây là một sản phẩm truyền thống in pack unlimited của giới đặc Illusion. Tức là bất kỳ một cái booster pack nào cũng sẽ có một đợt được in ở dạng unlimited edition và sẽ được gói trong sản phẩm như thế này. Và đặc biệt là sản phẩm này là xuất xứ từ EU nên là thiết kế cái nhỏ gọn rất là đẹp. Bên trong mỗi hộp này chúng ta sẽ có 3 pack The Dark Illusion với những chủ bài có thể tìm được như là Secret Rare của Power Design hay là Power Dragon hay là Comic Cyclone, Ultra Rare có Flagget Chapel, có CNU Solitaire rất là mạnh. Và ngoài ra chúng ta sẽ có 2 trong 4 promo card nữa là Super Rare và đặc biệt là promo của The Dark Illusion Special Edition sẽ rất là mạnh. Có thể bạn sẽ trúng được NS39 Utopia The Lightning, là một lá bài rất là hot và đang có giá trị rất là đắt. Tỷ lệ trúng cái promo pack này là 50-50, tức là sẽ rất dễ để trúng được. Bây giờ mình sẽ bóc cái hộp này cho các bạn xem bên trong nó sẽ như thế nào. Mình cũng rất hy vọng là trúng được Lightning trong cái promo pack này. Và nếu mà mình không nhầm thì sản phẩm này chỉ có phiên bản EU thôi. Nào, không. Yeah, vâng, thưa các bạn, mình đã trúng ngay promo card mình vừa mới giới thiệu, đó chính là number S39 Utopia The Lightning. Thì đây là một chủ bài dành cho back kit của Utopia trong các deck đánh 4. Nó có thể double dam trong battle phase và khi nó tấn công thì không là một bài nào phép active effect cả. Chung đây là bài rất là hot đang được săn lùng. Giá trị của nó thì đang rơi vào tầm khoảng $20 đến $25, rất là cao và có thể nói là cao hơn cả sản phẩm này. Và tỷ lệ trúng thì là 50-50, 1/2 cũng không khó lắm. Các bạn hãy dính ngay sản phẩm này về để tìm cho mình chủ bài Utopia The Lightning thôi. Mình sẽ bóc cho các bạn xem promo thứ hai là gì. Là Spiral Gear Big Red, lá bài rare trong The Dark Illusion được in lại super. Đã có Lightning rồi. Bây giờ mình sẽ bóc 3 pack. Heavy Chain, Red Wax, Metaphor Counter, Turning Gum và wow. Từ bạn, mình rất là may mắn trong sản phẩm này, mình đã bóc ra Coral Dragon Secret Rare của một chủ bài rất tốt cho bộ bài Dark Syncho. Nó là Tuner level 6 và có tác dụng Destroy Card khi mà gửi xuống Red thì draw 1. Chung là bài rất là mạnh trong các bộ Syncho. Rất may mắn. Metaphor Oriac. Dạo lâu lâu mình không bóc sản phẩm, có vẻ là vận may nó lại đến rồi. Không biết pack tiếp theo có gì không. Project Canada Empowerment, Olenoid Death, Pendulum Hole, Trimit Pulse. Con này màu đen, chắc là Ebon hoặc là tàu rank 10. Ebon, đoán chuẩn các bạn. Ebon The High Maxon Super, nhìn rất là đẹp các bạn ạ. Cái này là dành chơi bộ bài Dark Maxon huyền thoại. Zap Mustang, Red Panda, Roban Gam Moton. Khó đọc ạ. Con này là màu đen, chính là tàu rank 10 vừa mới đoán. Ok, vậy là trong một hộp The Dark Illusion mình đã rất may mắn trúng được cả NM39 S39 Utopia The Lightning, là bài rất là đắt, và lá bài Secret Rare của hộp đó là Coral Dragon. Nếu như mình trúng đi ra thì chắc là may mắn rất may mắn, nhưng mà thôi, may quá thì nhiều khi về sau nó lại không may. Vâng, và hiện tại sản phẩm đã được bày bán trên hệ thống bán hàng của G-Store tại địa chỉ số 50 ngõ 1 Phạm Văn Tài, cầu Giấy, Hà Nội, và số 15G Bầu Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Các bạn hoàn toàn có thể đặt mua online trên các fanpage của shop như UO Việt Nam Shop hay là Ala UO Store, hay trên trang website của shop đó chính là zstore.vn để đặt hàng ngay bây giờ và cùng tìm những chủ bài cực hot của giới đạo Illusion. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Xin cảm ơn.